Xin chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc lớp 2 ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô trò chúng ta cùng tham gia trò chơi nghe giai điệu đoán tên bài hát nhé. Các em ạ, đây chính là giai điệu của bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan do nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác mà ở tiết trước chúng ta đã học đó. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 10, ôn tập bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan, đọc nhạc bài số 2. Nào, cô trò chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan. Xin mời các em cùng lắng nghe lại giai điệu của bài hát nhé. Các em vừa được nghe lại giai điệu bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan và sau đây xin mời các em hãy hát hòa giọng theo nhạc nhé. Các em hãy trình bày bài hát với hình thức sử dụng nhạc cụ có sẵn như thanh phách, trống con, thước kẻ, bút chì, cốc để gõ đệm theo nhịp. Các em hãy quan sát và gõ đệm thật đúng những ca từ được đánh dấu bằng bông hoa màu đỏ nhé. Xin mời các em thực hiện cùng cô nào. Em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Các em hãy trình bày bài hát với hình thức hát kết hợp vận động. Các em có thể sáng tạo những động tác hoặc thực hiện cùng với cô. Xin mời các em thể hiện.
em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Vậy là các em đã hoàn thành xong nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ đến với nội dung đọc nhạc bài số 2. Các em học sinh thân mến, bài tập đọc nhạc số 2 được viết ở nhịp 2-4, gồm có 2 khuôn nhạc. Sau đây, xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu bài tập đọc nhạc số 2 nhé. Sau đây, cô xin mời các em sẽ lắng nghe cô đọc mẫu 6 bản nốt nhạc đó kết hợp với ký hiệu bàn tay. Do, re, mi, fa, do. Xin mời các em lắng nghe lại lần thứ hai. Do, re, mi, fa, son, la, la, son, fa, mi, re, do. Xin mời các em thực hiện kết hợp với ký hiệu bàn tay. 1, 2. Các em hãy thực hiện lại thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Xin mời các em lắng nghe câu nhạc thứ nhất. Chú ý lên cao giọng nốt la, ngân dài nốt la và nốt pha. Đọc nhạc 1, 2. Hãy đọc lại lần thứ hai nào. 1, 2. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Lắng nghe câu nhạc thứ hai. Chú ý ngân dài nốt mi và nốt đồ. Fa fa mi re do. Các em hãy lắng nghe lần thứ hai. Đọc nhạc
Một, hai. Hãy đọc lại lần thứ hai nào. Một, hai. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Một, hai. Sau đây, xin mời các em sẽ lắng nghe cô nối toàn bộ cả bài tập độc nhạc số 2. Cô xin mời các em đọc toàn bộ bài độc nhạc số 2 nào. 1, 2. Và bây giờ các em hãy đọc lại bài một lần nữa, kết hợp với ký hiệu bàn tay nhé. Xin mời các em thể hiện. Một, hai. Các em hãy thể hiện bài tập độc nhạc một lần nữa, kết hợp với ký hiệu bàn tay với tốc độ nhanh hơn nhé. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi đó. Cô xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Ở nhà, các em hãy tập biểu diễn bài hát với các hình thức đã học. Hãy tiếp tục luyện tập độc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.